Tránh xa những hành động này khi đi đường nếu không muốn rước họa vào thân. Khi đi đường nên tránh xa những hành động dưới đây, bởi chúng thuộc phải những điều kiêng kỵ dân gian. Nếu vô tình phạm phải sẽ dễ dẫn dắt ma quỷ, hồn ma xâm nhập cơ thể chúng ta vào ban đêm. Tuyệt đối không nhặt tiền lẻ hay bất cứ món đồ mà người khác đánh rơi trên đường. Cũng tránh lên tiếng trả lời khi có người nào đó gọi tên mình giữa lúc đêm khuya vắng. Đều là những điều kiêng kỵ dân gian điển hình chúng ta cần thuộc lòng để tránh khi đi đường. 1. Đáp lại khi có ai đó gọi tên mình. Nếu đang đi trên đường vào khoảng thời gian khuya vắng mà bỗng nhiên nghe thấy vang vắng bên tai tiếng ai đó gọi tên mình thì tuyệt đối không bao giờ được đáp lời hay ngoái đầu lại tìm. Tương truyền, kiêng kỵ tâm linh cho rằng đêm tối là thời gian hoạt động mạnh mẽ nhất của các vong hồn. Khi ấy, họ thường lang thang trên trần gian tìm kiếm người thân trong gia đình khi họ còn sống hoặc tìm cách đi theo những ai hợp vong với chính mình. Nếu trả lời, ắt hẳn bạn sẽ bị vong theo, khiến cho cả cuộc đời lận đận luôn gặp điều xui xẻo. Tốt nhất hãy nhanh chóng dạo bước tìm nơi có nhiều người và ánh sáng. Tuy quan điểm này có một chút mê tín dị đoan, nhưng với xã hội hiện đại, con người xa lạ với nhau ở nơi thanh vắng, ta nên có chút phòng thân nhằm hạn chế tối đa những điều bất trắc có thể xảy ra. Đừng nên thoải mái bắt chuyện làm quen với người không quen biết khi đến nơi xa lạ. 2. Nhặt tiền lẻ trên đường hoặc nhặt đồ của người khác đánh rơi. Cũng theo dân gian lưu truyền, bất kể ngày hay đêm, khi đi ngoài đường, kể cả nhìn thấy tiền lẻ hoặc đồ vật người khác đánh rơi trên đường cũng tuyệt đối không được nhặt lấy mang về. Bởi lẽ người xưa có quan niệm của đi thay người, nên những thứ bị vứt bỏ hoặc bị người khác vô tình đánh rơi bao giờ cũng chứa đủ mọi điều xui xẻo. Nếu nhặt về, không khác nào tự mình lãnh chiêu đen đủi ấy thay khổ chủ. Riêng quan điểm nhặt tiền lẻ chủ yếu đến từ phong tục truyền thống của người Việt Nam là giải tiền đám tang, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. 3. Đi ra đường vào ban đêm cần tránh không được dùng nhọ nồi để quệt lên mặt, cũng không được vẽ bậy bạ lên mặt trước khi đi ngủ. 4. Đi đêm kiêng không nên giơ tay ra bắt ấn bậy bạ, như bắt kiếm ấn là không nên. 5. Đi ban đêm ngoài đường không nên cầm theo đô la âm phủ hay vàng mã. 6. Kiêng không bao giờ được phép lấy máu tươi của mình nhỏ lên bất cứ bức tranh ma quái nào, đặc biệt là nhỏ máu lên mắt trong bức tranh. 7. Nếu vô tình leo lên cây me vào ban đêm thì đừng bao giờ dại dột cầm theo khăn trắng, ắt hẳn bạn sẽ ngã lộn cổ. 8. Đang hút thuốc lá đi một mình giữa đêm khuya trên đường mà điếu thuốc cháy phừng phừng thành ngọn lửa to thì nên chạy ngay về nhà và niệm câu thần chú Om Mani Padme Hum. 9. Trước khi đi ngủ, tốt nhất nên lấy hai chiếc lá cây liễu đặt lên trên hai mắt. 10. Ban đêm tránh trồng cây chuối, chống hai tay xuống đất, chống ngực giơ hai chân lên trời. Tuy vậy, một số chuyên gia cũng góp ý rằng các kiêng kỵ tâm linh này vốn chỉ giúp ta cảm thấy thoải mái hơn về mặt tâm lý, chứ không thực sự đem lại điểm dữ hay giải quyết hết mọi khó khăn, rắc rối đang gặp phải. Như vậy, chỉ nên tín chứ đừng nên mê. Nếu có điều kiện, nên thực hiện kiêng kỵ khi đi ngoài đường nói trên.